Tôi là Phạm Phú Nam, xin kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe câu chuyện hàng tuần với ông Vũ Văn Lộc sau đây. Cháu xin được chào bác, thưa bác. Vâng, chào anh Nam và chào toàn thể quý vị. Thưa bác, hôm nay là thời sự thế giới có vẻ cũng hơi lắng động. Mình cũng nhất thiết phải bàn chuyện thời sự thế giới. Bây giờ mình bàn chuyện mà quý khán thính giả đang yêu cầu. Kỳ trước bác nói kể chuyện về đời lính 21 năm quân ngũ của bác. Rồi có lẽ cũng nhiều người liên lạc cho thấy trên YouTube thì người ta cũng góp ý. Thì riêng có những các vị mà cùng khóa với bác hoặc là thân hữu cùng thời trong chiến tranh có liên lạc với bác không? Rồi nói gì về cái câu chuyện của bác năm xưa? Cái chuyện đó đáng nói lắm, lời vì nói với anh Nam với quý vị đó, đối với chúng tôi đó thì cái tháng 10 đó vẫn là cái tháng quan trọng. Cách đây 67 năm thì vào đời. Thế khi mà mình phổ biến tin tức lên đó thì cũng nhiều anh em gia đình, còn mấy anh bạn kia thì hoặc là đã ra đi rồi hoặc là già yếu cũng không để ý. Gia đình họ nói là cuộc đời của thân nhân chúng tôi cũng đáng nói tới một chút. Thành kỳ này đó, cùng trong tháng 7 mình phải nói thêm một ít về Tháng 10. những cái người mà có lẽ không phải là bạn cùng khóa đâu, những anh em đó là đã là chỉ huy các đơn vị và nhiều người biết tới, mình nhắc tới. Nhưng mà nói để anh Nam biết ý, là cái câu hỏi mà người ta hỏi là cái lúc học thì có gì đặc biệt. Cái này cũng là một chuyện tôi muốn kể quý vị nghe. Học đặc biệt là bởi vì 300 anh thanh niên từ ngoài Bắc vào trong Nam. Đối với Đà Lạt cũng là một hiện tượng, là bởi vì có 300 anh 21 năm 23 tuổi là Bắc Kỳ vào trong trường Đà Lạt một lượt. Thì cái khóa 10 đó thì khóa 10 thì cũng học ở đó. Nhưng mà nói thật tình cái khóa 10 nó là nhiều miền khác nhau. Và khóa 10 thì là lúc đó đã đang đi thực tập ở ngoài Bắc. 300 anh ngoài Bắc vào xôn xao Đà Lạt. Bởi vì trẻ tuổi rồi thì cũng còn ít tiền thì cứ ra ngoài Đà Lạt trong những ngày mà chưa chưa đi vào học đó. Xôn xao. Thế thì mấy anh tổ chức ở Đà Lạt mới nói là bây giờ sau được một tháng rồi đó thì vì muốn là những cái anh em mà 300 khóa đó có thể làm cái gì cho thành phố Đà Lạt. Cái chuyện này là đặc biệt xảy ra là cả khóa họp lại. Mới bảo bây giờ còn một cách nữa là làm thế nào mà tổ chức một đánh bốc để cho học sinh sinh viên Đà Lạt đến coi. Thì đại đội 6 và đại đội 5 có hai đại đội thôi, mỗi đại đội cử ra một người. Thì đại đội 5 ấy, cử ra anh sau này anh đó là đại tá Phạm Huy Sảnh, và đại đội 6 ấy, tôi cử ra một người là Luyện, hai thằng đánh bốc. Luyện nào bác phải nói cho quý thính giả được biết luôn. Cùng hai anh đại đội 6 với đại đội 5 đánh bốc nổi tiếng Đà Lạt. Thì Tại cái vì ông hai người đều cao lớn, phải cao không? lớn mà Đà Lạt thì bao giờ chưa bao giờ có cái trận đánh bốc cả, phải không? Bác bốc mà kiểu Hà Nội đó, hai bên đánh nhau và đánh hăng quá đến nỗi về sau cái ông thầy Lập ông phải can. Ông ấy lấy ý kiến của mọi người, chưa chưa anh nào hạ anh nào knock out cả, mà có vẻ cũng dữ dội lắm. Thì lấy ý kiến của mọi người thì tất cả các mọi người ở dưới đều xử huề hòa đó. Thì cái đó cũng là một cái kỷ niệm đặc biệt và đem đến cái mấy anh thanh niên Hà Nội đem đến cái không khí cho Đà Lạt. Nhưng mà con điều là cái lúc học ở trong khóa đó thì cái ông đại đội trưởng là ông Nguyễn Thọ Lập. Ông đại đội trưởng là ông hơi già rồi. Nguyễn Thọ Lập, ông đó là nguyên là tiểu đoàn trưởng của Việt Cộng, của Việt Minh. Trở về rồi ông cũng học Đà Lạt, rồi ông học khóa trước, rồi ông lại bây giờ là đại đội trưởng của khóa sau. Cũng là một cái kỷ niệm hay. Ông Lập, ông ấy cũng có nhiều chuyện về sau này có gặp nhau, nhưng mà có những cái chuyện đáng kể là như này này. Ông ấy ra một câu hỏi ở trong lớp. Ông nói là bây giờ đang hành quân thế này mà muốn nhìn xa các anh làm sao?
thì lẽ nhiên mọi người phải có ống nhòm, phải tìm cao điểm, phải các thứ. Thì anh Nguyễn Nghiêm Tôn hiện nay bây giờ ốm nặng đang nằm ở San Jose đấy, trả lời là leo lên cây, leo lên cây. Thì ông Lập ông cho là ý kiến đó là rất hay, rất hay. Ông nói là cả cái đại đội này không cho đi phép, chỉ trừ được Nghiêm Tôn, sớt Nghiêm Tôn được đi phép thì này thôi. Nhưng mà thế nhưng mà Tây nó không chịu, thằng giám đốc chuyển Tây nó nghe nói như vậy không chịu, nó nói là cái đó là kiểu Việt Minh. Ở trong quân đội Pháp ấy, không không cử một thằng leo lên cây Bị bắn sao? bị chết, thằng đó coi như chết, thấy không? Thành ra cái đó không nên dạy trong trường, nếu trừ trường hợp mà nó ra lệnh ở đâu không biết hay là nó tình nguyện không biết thì chỉ có Việt Minh mới bắt leo lên cây thôi. Hai bên cũng cãi nhau, cái đó cũng lại là một cái bài học để mình có thể nói lại. Nhưng mà cái trong lúc học trong trường nó có một cái trận như thế này này, là tất cả mọi người đang ở cái bãi tập đó thì có súng mộc chê bắn từ xa, nó bắn vào cái bãi tập của mình, mọi người chạy hết, chạy hết. Chỉ có một thằng nó quay lại hỏi tại sao mày quay lại, quay lại là nhặt cây súng. Thì anh Nam với quý vị nghĩ xem là thằng đó có đáng được thưởng Nên không? chắc chắn. Không, Tây nó phạt thằng nó nặng lắm, nó mất cây súng không sao, mày chết thì tao chết. Ở trường đó thấy không, ở quân mặt trận cũng vậy, nếu mà lấy được cây súng đi theo thì ok, nhưng mà quay lại để mà tụi nó bắn rồi mà chết với cây súng thì không được, không được, phạt thằng đó. Thế thành một anh quay lại liều xiết quay lại để nhặt cây súng mà bị phạt. Cái bài đó cũng là bài học, bài học mà tất cả anh em nhớ đời. Mấy thằng khác ấy, mà bỏ súng lại đó thì cũng bị cảnh cáo thôi, anh nào cầm súng theo ấy thì được hưởng, nhưng mà quay lại để nhặt súng ấy, không được. Nó bảo là ở trường này chưa chết thằng sinh viên nào cả, mà mày chết sinh viên nữa là tao chết, cho nên không được, cây súng thì bỏ vứt đi không sao cả. Đấy, đó là một bài học. Cho nên cái đời đầu tiên tôi học được một cái bài Tây nó nói là Sover Kipur, mạnh thằng nào thằng ấy chạy, đó là trường hợp đó. Tức là nếu mà nó pháo kích đúng vào cái vị trí của mình là phải chạy thôi. Đó, đấy thì cái đó là cái kỷ niệm học mà mình còn nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà huấn luyện viên là người Tây hết hay là có Việt Nam không? Có Việt Nam, có Tây. Huấn luyện viên kỹ thuật thì một nửa là Tây. Huấn luyện viên trung đội trưởng ấy, đi sát với mình những mỗi trung đội ấy, thì là anh học khóa trước. Cái khóa trước thì Tây nhiều. Khóa sau thì là cái ông trung đội trưởng của cái trung đội của tôi mà tôi sẽ nói chuyện với quý vị nhiều bạn đó, thì ông ấy còn sống, ông ấy ở bên Pháp bây giờ đó, thầy Sương vẫn còn sống, thành ra vẫn còn liên lạc. Nhưng mà ông ấy thì ông Sương thì ông nói là bây giờ ông cũng xin được là lính của trung đội thôi, anh em cả không? Bởi vì như anh em về ông ấy thì phải sau ông lên được trung tá, như anh em lên đại tá hết. Mà ông ấy là học khóa trước, khóa trước là trước là 3 4 tháng thôi, thì cũng là thân hữu anh em cả. Nhưng mà cái đó những cái kỷ niệm mà quân trường đó thì mình phải nói, tôi nói quý vị anh quân trường nào cũng như vậy hết. Thành những chuyện tôi kể đây để làm cho quý vị liên tưởng đến chính khóa của quý vị. Thế nhưng mà thế này anh Nam ạ, cái khóa này đó cũng cũng có những cái chuyện phải rất là độc đáo để kể cho anh Nam với quý Nhưng mà vị trước khi bác kể nghe. cho hỏi thăm bác, mỗi một ngày có chào cờ không? Mà chào cờ Pháp hay chào cờ Việt? Cũng là một câu hỏi, không có chào cờ mỗi ngày, gần như là không có chào cờ hàng ngày hàng tuần gì cả. Nhưng mà mỗi buổi lễ đó thì có chào cờ, nhưng mà lúc đó đó thì không còn chào cờ Pháp nữa, bởi vì những người Pháp, chính đơn vị Pháp đã về, là còn lại những ông Pháp mà còn lại thì ông ấy coi như là giúp cho người Việt Nam, không còn chính thức nữa. Nhưng mà trước đó thì có chào cờ Pháp, nghĩa là cách 7 năm trước ấy, có cờ Pháp, còn lúc đó không còn chào cờ Như Pháp vậy cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay lúc đó đó, lúc mà chưa có gọi là ký hiệp định Geneva vào 1954 thì cờ Việt Nam Cộng Hòa là cũng là cờ vàng ba sắc đỏ. đúng hệt như vậy. Và quốc ca thì sao? Quốc ca cũng bài quốc ca hiện nay đấy, À vậy cơ. cái bài quốc ca với lá cờ đó
nó có cái lịch sử từ suốt năm năm 50 cơ, à, lâu rồi cơ. À. Chứ không phải là mới đây đâu. À, đó. À. Đấy, thì cái đó nó như vậy đấy. À. Nhưng mà lúc đó tất cả những cái khóa sinh á, mà thứ nhất là lãnh lương của ai, đó là một, với thứ hai nữa lúc đó là thí dụ có gì cần phải báo cáo lên phía thuộc thượng cấp Việt Nam hay là thượng cấp Pháp. Đối khóa của chúng tôi đó thì là thượng cấp là Việt Nam rồi. À. Đấy, nó bắt đầu từ 54 đã chuyển tiếp rồi. À 50, 50 đã bắt đầu chuyển tiếp rồi. Tức là chỉ huy trưởng là Việt Nam. À, cái đó cũng là một câu hay. Chỉ huy trưởng cuối cùng của trường Đà Lạt đó là một ông Tây. Đấy. Ông Tây. Và nửa khóa đó thì chuyển giao cho ông Việt Nam. Yeah. Ông Việt Nam, ông tôi cũng tự sau lâu ngày quên tên rồi. Nhưng mà ông Việt Nam đầu tiên, ông về sau ông làm thượng nghị sĩ đấy. Yeah. Đó. Yeah. Ông Truân, ông đúng Truân. Rồi. Yeah. Ông thiếu tướng Truân, Nguyễn Văn Truân. Yeah. Thân thiết với cái khóa này lắm. Đó. Yeah. 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 Thế là hai bên bàn giao trong cái giai đoạn đó. Thành ra học bằng tiếng Pháp, rồi thì đến cuối khóa thì bắt đầu tiếng Việt 100%. Yeah. Còn đoạn đầu thì tiếng Pháp và tiếng Việt. Yeah. Rồi hôm nãy bác nói có những cái kỷ niệm gì đặc biệt? Ui rồi, cái này phải nói lần lượt từng người một cho nó kịp trong cái giờ của mình cho kịp. Nhưng mà cái một trong những cái kỷ niệm đầu tiên ấy là phải nói đến năm 54 vào trường thì 55, tức là 10 năm sau là Nguyễn Hữu Luyện. 65 chứ. À, cái gì? 54 vào trường, 65, 10 năm sau. Đúng rồi, 10 à. Năm sau là Nguyễn Hữu Luyện nhảy Bắc. Nhảy ra Bắc. Lúc đó là bắt đầu là đại úy và thiếu tá rồi. Thì bắt đầu với thành chuyện, còn trước đấy những chuyện mà từ lúc mà thiếu úy lên tới đại úy, thiếu tá thì chưa có chuyện. Nó cũng thường thôi. Thế nhưng mà Nguyễn Hữu Luyện nhảy ra Bắc. Phải nói là trường hợp của anh Luyện đấy, là hôm qua tôi đã nói chuyện rồi. Anh dạy cho tất cả mọi người để đi nhảy Bắc. Nhưng mà thực anh Luyện không hề biết cái hệ thống chỉ huy bên trên làm sao cả. Mỹ làm. Mỹ đặt hệ thống truyền tin để mà liên lạc với những toán nhảy Bắc. Và quyết định ai nhảy, ai đi tới các thứ Mỹ làm. Một cái hệ thống, một cái cuộc nhảy Bắc là hoàn toàn do Mỹ điều khiển. Và ông Luyện được biết là có liên lạc trở về. Nhưng mà chính anh ấy cũng không biết là thực sự là cái toán nhảy xuống đó, toán A, toán B, toán C đó, có liên lạc được về hay không. Mỹ giữ cái đó. Thành ra anh Luyện anh ấy đi với tụi này, anh chỉ muốn biết thực sự là chính anh nhảy xuống rồi anh liên lạc về thì nó ra làm sao. À không ạ. Và Luyện nói là mình cũng liều đi một lần bởi vì nó không biết được tin tức. Nên anh em đi làm sao, tôi bảo có gói về báo cáo làm cái này cái kia đó. Nhưng mà Mỹ nắm cái thông minh bởi mình. Anh nhảy Bắc. Anh nhảy xuống một cái thì anh biết là sai hết. Cả cái chiến dịch đó mình biết hỏng hết. Ừ. Chứ còn không giống như báo cáo. Là bởi vì khi anh nhảy xuống, 3, 4, 5 anh em, anh bảo chúng mày ngồi đây. Anh mới đi một thằng vào trong làng. Đó là lúc đó là trực thăng thả chúng tôi đấy. Đi vào, bị bắt. Hệ thống dân quân của nó rất là vững. Thấy người lạ là nó bắt ra. Và lúc đó anh biết là tất cả các toán khác đều bị bắt hết. Không còn anh nào liên lạc được cả. Toàn là láo hết. Cho nên coi như Luyện đầu hàng. Lúc đó mới biết được là vì nếu mà thấy người ta còn chiến đấu được thì mình chiến đấu. Biết đầu hàng. Và trong thời gian 10 năm sau, tức là 65 cho đến 75, thì Phan Lạc Phúc cũng bị tù. Vì sau 75 bị tù vào các thứ, thì anh Phan Lạc Phúc ở bên Úc, ông mới gọi anh Luyện này là người tù kiệt xuất. Tức là anh em bao nhiêu người khác bị làm lao động, lao điếc. 10 năm trời Luyện không hề làm lao động. Đem tôi bắn thì bắn, không làm, không đụng đến tay chân gì cả. Nhất định không đi làm. Thế thì thế này, tại sao mà tụi Việt Cộng nó lại nương ngay này? Tức là lúc cái thời kỳ mà Luyện nhảy ra ngoài Bắc ấy, thì đó là cao cấp nhất. Không có anh nào đại úy mà ra.
Mà anh chàng này cao lớn, trắng trẻo, mà bướng bỉnh. Cho nên nó trở thành một hiện tượng. Chứ cũng phải không phải Việt Cộng nó thương hại gì đâu. Cái giai đoạn đó là nó như thế, hiện tượng. Thế cho nên tụi nó không biết làm sao cả, cho nên phải báo cáo lên đến trên, cho nên đến Trung ương, an ninh Trung ương đều nghe tiếng, chẳng biết được này. Cho nên luyện nó anh ấy kể anh nằm thế này thì độ chừng tuần nào cũng có người vào thăm. Anh không dậy, cứ nằm tỉnh. Nghe tiếng tụi nó đi thăm ngang qua thì biết được là đám này cao cấp cỡ nào. Người Trung, người Bắc hay người Nam ở vào thăm xì xào. Quay mặt. Đó, cái đó như vậy. Nhất định không đi làm. Vợ. Nếu có thì cứ đem bán thôi. Thành ra nó bắt đầu nó có sự kính trọng, kính nể và không có được lệnh hành hạ gì cả. Thành ra nó anh khỏe. Khỏe 10 năm. Thế không? Cho nên khi mà mấy cái tù cải tạo của mình vào xong đấy thì lúc đó, đó là Luyện là nổi tiếng là người tù kiệt xuất 10 năm không đi lao động, còn đám này thì vào thì sợ lắm, cho nên kính trọng. Và tất cả những anh biệt kích khác đó đều ra đi làm hết, chỉ anh này coi như là tù trưởng mà không có phải đi làm gì cả. Nhưng mà đến 75, 10 năm sau, 10 năm Nguyễn Hữu Luyện vẫn hy vọng miền Nam chiến thắng. Đến lúc mà không có đấy thì Luyện nó kể trong cuốn kia anh Nam thế không? Hôm đó thằng Cộng sản nó đưa cho coi tờ báo một cái kẹo lạc với ngọn đèn dầu đi nước, nó mất rồi. Thì thằng cha này không hiểu tại sao nó lại thưởng cho cái kẹo lạc với một tí tí trà tàu với một tờ báo để biết là xe con mất rồi. Thì anh ấy nói là lúc đó thì khóc cũng không khóc được, chờ một ngày nào đó thì còn có thể được trả về, ngày đó thì muốn tự tử chết mà không được. Đấy là cái chuyện của Nguyễn Hữu Luyện. Nhưng mà có đặc biệt là Nguyễn Hữu Luyện về sau này là 21 năm được thả ra sang bên này, rồi tranh đấu cái vụ Boston để mà gọi là lấy cái quyền mà gọi là nói sự thật với lại cái trường đại học Boston cũng là một cái vấn đề. Thì bây giờ anh ở đây nói cho anh Nam với quý vị biết đấy, anh ấy điện thoại cho tôi biết bảo anh Lộc à, tôi đốt hết bằng chuẩn bị cao học, bằng master, bao nhiêu chứng chỉ dĩ gì bất dĩ còn lại đốt không còn gì cả. Và Lý do làm sao về văn chương chữ nghĩa mọi thứ hết quả hết. Vậy tôi chờ một giai đoạn khác. Ông ấy cũng mà anh làm gì anh tốt hết, anh đưa tôi coi chứ mà không. Không bỏ đi hết. Bây giờ hiện giờ là ai hỏi thăm tôi thì tôi bảo ông Luyện ông đang nằm chờ, chả biết ông chờ cái gì đó. Đấy tại trường hợp năm nay ông cũng 88 rồi phải không? không bằng tuổi cũng 88, 88 rồi. 88 mới 87 gì đó. Vâng. Cũng là một tay Kiệt xuất. kiệt xuất, một con người khác thường. Vâng. Đấy. Đấy thì đấy đấy là cái chuyện của anh Luyện. Là cái chuyện này cũng là chuyện đặc biệt. Trong chốc lát nữa thì là bác có ra gặp một cái anh tên là Đỗ Đình Vượng. Anh ở South Bend anh qua đang ngồi chờ Paloma đó. Nhưng mà cái chuyện của anh này đặc biệt. Cũng bằng tuổi bác. Bằng tuổi. Thế thì cùng khóa. Nhưng cái chuyện này không phải là một cái chuyện gọi là giống như là quý vị thấy đánh nhau mặt trận ác liệt, Không có hào hùng không hào hùng, nhưng mà nhân bản và tình 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 rất là người tình tứ, đúng không? đấy. Đã. Chả qua là nó như thế này là cái ông có một ông tên là ông Đỗ Đình, tôi biết có cái gia đình đó ba người anh em trong quân đội, ông Đỗ Đình Tâm. Đình Tâm. Ông Đỗ Đình Tâm là trung tá làm việc với tôi ở tổng tham mưu. Thế còn ông anh á làm việc với ông tổng thống Thiệu. Ông em là ông Đỗ Đình Vượng, trung đoàn trưởng thủy quân lục chiến, tư lệnh phó ở mặt Sư đoàn trận năm. Quảng Trị, Tôi về sau làm à không không về à. về làm trung đoàn trưởng của Du đoàn Nam. Thì cái gần đến ngày 30 tháng 4 đó, tôi có lên trên Lai Khê gặp ông Đỗ Đình Vượng, là lúc đó là trung đoàn trưởng. Ông bảo là tình trạng như nào,
Thì ông ấy nói là không thể đi đâu được. Tôi biết là ông anh tôi với lại anh Tâm các thứ tính cách là để đi, nhưng mà chắc tôi không đi được. Bởi vì đang nắm trung đoàn. Đó. Về sau đó, đến lúc mà 30 tháng 4 sau này, Đỗ Đình Vượng dẫn trung đoàn về lại về Lai Khê gặp ông Tư lệnh số Lê nợ Nguyên Vĩ, năm, tướng Lê Nguyên Vĩ. ăn với nhau bữa cơm rồi ông Vĩ tự tử chết rồi anh ấy tan hàng ở đó đó. Thế nhưng mà trước đó 2 3 ngày, 3 ngày thì Vượng mới nói là thôi bây giờ anh nếu các anh đi chạy xuống miền Tây chạy đâu thì có thể cho vợ tôi theo. Tôi mới chạy lại nhà ông Đỗ Đình Tâm là cái ông em mà làm việc với tôi đó. Thì lúc đó vợ của anh Vượng một đứa con trong bụng, nó có bầu với một đứa con nhỏ chạy theo. Tôi mới đưa cô ấy cả đám xuống tàu của nó gọi là tàu của chúng tôi là tàu Acme đó, Acme boat, tàu của Giang đoàn đó, để đi theo với lại bên tàu của Hải quân chạy. Thì mới đầu chạy ra khơi đi Gò Công hay là đi đâu đó các thứ đó chứ không phải biết chưa biết đi đâu cả đó. Rồi về sau thì cuối cùng lạc bạc sang Mỹ. Thế thì cái chuyện đó thì là chuyện ai cũng biết rồi. Cô đó đi sang Mỹ, cô ấy đi theo Đỗ Đình ông Tâm. anh là Đỗ Đình Tâm đi theo đó, rồi nuôi con, đẻ con ra ở bên Sao Ben. Còn ông Đỗ Đình Vượng thì đi tù. Thế cái chuyện đó là chia cắt ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà có một điểm đặc biệt là những cái đoạn sau là cái đoạn cũng khá lạ lùng. Là cái cô vợ đó, cô ấy sinh ra đứa con thứ nhì là 2 đứa con trai. Và không biết tin tức của ông Vượng, không biết tin tức rõ ràng gì cả. Thì cũng như nó bao chuyện khác đấy. Cô ấy với thành hôn với ông thầy, ông giáo sư dạy cô ấy ở bên Sao Ben. Và cái anh Đỗ Đình Tâm ấy là coi như là tạm thời là chủ gia đình. Cũng đồng ý cho cô em dâu lấy chồng. Để có nương tựa chứ còn không ai nuôi. Để lấy nhau. Chuyện đã xong rồi. Nhưng về sau này đó. Cái người chồng rất là hay. Nuôi 2 đứa con. Nuôi quá khứ. Về Việt Nam. Tiếp tế cho gia đình của ông Vợ. Vượng ở Việt Nam. Nuôi ở trong tù. Đón ra ngoài. Hai bên gặp nhau vui vẻ. Rồi thì anh Vượng này đó. Anh qua Mỹ. Anh qua Mỹ. Diện hát đồ. Diện hát đâu rồi mình cũng biết rồi đó. Thế thì cái chuyện đó thì đến đó thì mình thấy cũng đã thường rồi, nhưng mà còn nhiều chuyện nó ly kỳ rắc rối hơn nữa. Là giai đoạn mà tôi hôm đó tôi dự được bữa lễ cưới là con của anh Vượng, tức là con nuôi của hai vợ của ông Mỹ này các thứ đó ra bác sĩ mà lại lấy vợ ở bên Nevada. Thế tôi là một thành phần quan trọng đi theo để mà dự cái đám cưới đó. Thì tôi có cơ hội tôi gặp được cái ông chồng cũ là HO trung tá thủy quân lục chiến Đỗ trung Đình đoàn Vượng. trưởng Đỗ Đình Vượng với cái ông mới và gặp cái gia đình của cái cô dâu ở bên Nevada. Tôi đã chứng kiến một cái đám cưới lạ lùng là cái người mẹ của anh bác sĩ mà sẽ lấy con gái người ta đó đi một bên là ông Mỹ chồng hiện tại và ông Vượng là chồng cũ, hai người đi hai bên để dẫn lên làm cái lễ cưới đi vào thì cái đó cũng là anh thấy lạ không? Vâng. Thấy không, tưởng hai vợ chồng mà hai bên đi đi vào. Rồi cái anh đứa con đó, đó nó với lại giới thiệu bên hỏi nhà gái các thứ, thành ra tôi lên tôi mới kể cho mọi người biết là cái anh chồng cũ là ai, anh chồng mới là ai, anh chồng cũ là người anh hùng ở Việt Nam như thế nào và anh chồng mới là người lo lắng Cũng anh cho hùng. vợ và đứa con là như thế nào. Vâng. Nhưng mà tôi nói tôi phàn nàn với cả cái đám cưới là cả anh chồng cũ lẫn anh chồng mới bây giờ mất mẹ thằng con trai, thằng nó ở lại cái thằng bố của cô dâu nó lấy được cái thằng bác sĩ này rồi, công trình một anh đẻ ra một anh nuôi. Rồi cuối cùng thằng kia tôi mừng cho Đi theo anh gia đình vợ. đi theo bệnh viện, nó ở đó luôn. À. Hai anh này thì cũng về, nghĩa là một cái thành quả đem dâng cho thằng kia, cái thằng cha
thằng cha bố vợ bên kia nó thích quá, nó bảo tao mừng quá, vậy tao thấy rõ ràng là hai chúng mày mà đào tạo ra được bác sĩ này mà lấy ở đây. Cái đó, cái hình ảnh của cái đám cưới đó là lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy. À, mình kể ra như vậy để quý vị thấy, nhưng mà chưa lạ lùng bằng. Sau này đó, cái cô vợ mà Cũng lấy vợ. anh chồng Mỹ này đó, cô ấy về Việt Nam, cô ấy đi kiếm ra được một mợ để cho thằng thằng chồng cũ lấy. Cô ấy lập đám cưới cho một cái anh chồng cũ, lại lấy một bà ở Việt Nam, À, tức là đem cô qua này là đây người đích thân đi kiếm, đi tới kiếm lo ông chồng cũ bị cô đơn, đấy đúng không? đấy. HO sang Mỹ cô đơn kiếm cho một bà bên Việt Nam đem qua. Bà kia thì cũng có con rồi, mà hai vợ chồng anh này như vậy là vợ chồng Việt Nam ấy, là cũng có hai đứa con rồi. Một đứa con của cái bà mới vợ mới cưới kia đấy, nó lại lấy một trong hai đứa con của Ông thằng vợ Vượng. à, tức là con em lấy con anh, À đấy, đúng không? thế thành ra lấy loạn lên các thứ, nhưng mà vẫn hay, thấy không? Thế bây giờ được, tụi nó là chặt chẽ với nhau lắm, rất là chặt chẽ. Thành ra tôi dự những cái đám cưới như vậy thì tôi nói là cái cuộc chiến tranh của mình, cái hậu chiến nó đem đến những cái ý nghĩa cũng đặc biệt, hoàn cảnh, và nó xây dựng cái tình người. Thành ra tụi nó không có cách gì mà ghét bỏ nhau được, bởi vì con anh con em rồi thì lung tung hết tất cả Dì đó. mờ rễ má chẳng Đấy chịt, đúng không đó bác? đấy, thế thành ra đó là những cái để trong trong cái buổi mà mình họp khóa ngày trưa đó, đã có một cái màn là cái cô Lộc, cả là cái cô mà tôi đem theo đó, cô ấy lên cô choàng vòng hoa cho anh Vượng là người chồng cũ, thì cái màn đó cũng là một màn hấp dẫn mình tổ chức ra được. Thì trong cái cuộc đời của chúng ta đó, nó có những cái bi thảm, mình phải cố tìm đến những cái vui tươi, những cái hạnh phúc, những cái điều gì đặc biệt còn lại để mà gọi là vui vẻ với nhau. Rồi cuối cùng thì cũng lẽ nhiên không còn cái gì còn mãi được, nhưng mà vẫn tìm thấy hạnh phúc trong những cái tai ương, những cái khó khăn. Và đặc biệt là qua hôn nhân cũng là những cái Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, mà bác biết là gì không? gì. Là bác còn đủ sức khỏe, còn đủ trí nhớ để kể lại. Bây giờ này bác Alzheimer rồi thì cũng như không. Không thì được rồi, mình làm đến đâu hay đến đó. Ấy, nhưng mà có nhiều chuyện như vậy, trong câu chuyện của mình nó có rất nhiều nhiều chuyện. Và mình sẽ nói lại là các bạn khác, các bạn nói các khóa của các bạn cũng có toàn những chuyện hay như vậy. Chỉ có cái là mình để ý rồi viết lại, và tất cả những chuyện đó mình đều để ở trong cái museum của mình, để biết là những trong những cái bi thảm nó có hạnh phúc, và những điều đó là điều mà nó là di sản của cuộc chiến tranh. Đấy, đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Vâng ạ, à, kính thưa quý thính giả, quý vị vừa mới nghe ông Vũ Văn Lộc chia sẻ cùng quý vị những cái câu chuyện rất lý thú về cuộc đời quân ngũ 21 năm của những người bạn của ông. Thì lẽ nhiên bạn thì cũng cỡ 88, và có người thì ông sắp sửa đi uống cà phê, nhưng mà cũng có người thì không còn nữa. Có người thì chết ở đất nước quê người, cũng có người chết ở Việt Nam, và cũng có người chết ở Mỹ nhưng mà lại đem về chôn cất bên Việt Nam. Và con cháu của các vị thì cũng 60 cả hết hơn rồi. Rồi cũng đã lấy nhau, rồi cũng đã có những cái sự gọi là hạnh phúc. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay mà quý vị nghe nó gồm có ba câu chuyện rất là lý thú. Thì tôi cũng được cái may mắn được làm việc với bác Lộc, và được là người quay phim phỏng vấn, cho nên cũng biết rất là nhiều chuyện. Nhưng mà đây là chuyện của bác Lộc, thành ra phải để cho bác kể. Bây giờ bác kể tiếp đi. Bây giờ bác muốn nói chuyện một cái anh khác nữa này. Câu chuyện này thì nhiều anh cũng, nhưng mà mình phải nói những cái chuyện nó hãn hữu lạ lùng chứ không phải không thôi. Thì cái anh Nam cũng biết đấy, một trong những câu chuyện lạ lùng trong khóa đó là chuyện của ông trung tá công binh Nghiêm kế. Nghiêm Kế. Chuyện thật lạ, lạ là như thế này này, là tiểu đoàn trưởng công binh chiến đấu sư đoàn 22 đóng ở dưới Công Tùm, Pleiku, không Tân Cảnh. Tân Cảnh. Lúc đó là tiền phương của sư đoàn đóng ở Tân Cảnh. Anh này anh ấy chỉ huy một tiểu đoàn có một đại đội ở Tân Cảnh. Anh ấy cũng không bắt buộc có cái nhiệm vụ mà phải lên trên Tân Cảnh,
một cái đại đội mà cả cả tiểu đoàn có anh đóng ở ở dưới Đồng Bạc. Dưới Đồng Bạc, dưới Duyên Hải. Thế thì nhưng mà bởi vì đây là một cái chuyện trong quân đội, khi mà anh được ông tư lệnh sư đoàn thương, chưa chắc đã là một cái một cái may mắn đấy. Ông tư lệnh sư đoàn, ông cái chỗ sướng ấy thì chưa chắc ông đã kêu, nhưng mà đến chỗ khổ nhất thì anh cũng kêu những thân tín nhất lên, ông trưởng trưởng công binh phải lên ở với ông đó, sát anh em với nhau, gọi là tâm sự ngoài tiền tuyến. Thì trung tá Nghiêm Kế lên ở với ông tư lệnh sư đoàn ở Tân Cảnh, bị nó đánh vào. Lúc đó là cộng sản đánh mở mặt trận để đánh Công Tum lần đầu đấy, đánh Tân Cảnh. Thế thì đây cũng là một chuyện đặc biệt, cái ông tư lệnh sư đoàn đó ông lại không thân với cái anh cố vấn. Không biết là quý vị có biết đấy, cái anh cố vấn của quân đoàn 2 không phải là một ông tướng, mà lại là ông cựu trung tá thủy quân lục chiến ven vào thằng tên gì nó quên đấy, dữ lắm. Phó của anh ấy, anh là dân chính mà anh là cố vấn trưởng của quân đoàn, phó là một ông tướng Mỹ. Nó ghét cái ông tư lệnh sư đoàn Mai, không hiểm trợ. Mà nó bị vây, Việt Cộng bị vây kỹ lắm rồi đấy. Nó cho trực thăng đón cả toán phố Vân đi, Mỹ đi, chạy ra thoát. Cái chuyện đó là chuyện ít khi có, cố vấn phải ở lại cuối cùng, còn nếu không thì cố vấn phải bốc cả tư lệnh đi. Đó. Thì kế kể chuyện, anh bảo thương tư lệnh, để ra. Trực thăng Mỹ nó bốc cố vấn đi rồi, ông bảo thôi cho nó đi. Ngoài bỏ cho nó đi nữa là mình chết, không còn điểm không điểm nữa. Khi nào còn cố vấn Mỹ ở với mình ấy, nó kêu không điểm cứu tối ra. Còn cố vấn Mỹ đi rồi ấy, mình nhau mặt trận ấy, không còn tàu bay Mỹ mà yểm trợ nữa. Thì ông bảo là thôi thì mình kiếm cách khác đi. Không quân Việt Nam đâu, không quân Việt Nam làm đủ sức, có chứ, không có đủ sức, không có về không điểm đó, phải là không quân Mỹ mới được. Cái đoàn Phương Hải đó được cứu đó là nhờ cố vấn Mỹ, nó ở lại cuối cùng nó bắt hết tất cả sĩ quan Việt Nam ở chỗ ông người ở lại Sạc Ly đó mới còn được. Thế cho nên bây giờ mới trở lại cái vấn đề là đến lúc đó đó là ông tư lệnh bị chết, Nghiêm Kế bị bắt làm tù binh. Nghiêm Kế bị bắt làm tù binh, Trần Việt Cộng nó hỏi là tại sao anh lại chịu đầu hàng? Nghiêm Kế có khai. Cái câu cuối cùng mà tôi nghe được ấy, là hàng thì sống, mà chống thì chết. Cho nên anh biết câu trả lời đó. Thầy tôi còn sống ngày hôm nay là bởi vì tôi hàng. Đó. Thế, nhưng mà có một chuyện đặc biệt là trên đường giải từ Tân Cảnh đó, mà giải ra ngoài Bắc. Phải đi rất là dài, đi nửa đường. Thì tàu bay Mỹ rớt một cái, có một anh pilot Mỹ bị bắt. Thế tụi nó hỏi là ở đây có anh nào biết tiếng Anh không? Nghiêm Kế bảo tôi biết. Đem thằng phi công Mỹ trói chung với Nghiêm Kế để ra lệnh ra liếc thì mà còn nói được. Cái đó là một cái kỳ thú. Thằng đó là thằng trung úy trực thăng mà bị rớt, bị Nghiêm Kế kể chuyện. Thì đây không phải là chiến công, đây là cái chuyện này là chuyện lý thú trong cái vấn đề giải ra ngoài Bắc. Là thằng cha này nó ăn uống không được, rồi thì nó đi ra ngoài suốt ngày cái khổ sở lắm, nó không khí hậu cũng được. Thằng này giúp đỡ cứu thằng này sống, nhưng mà còn một điểm tôi bảo là cứu sống là chuyện đó là thường rồi, mà cũng lợi dụng thằng này rất nhiều. Biết anh Nam biết, quý vị biết lợi dụng sao? Khi mà đi đến chỗ tập trung ấy, người ta đồn là có một thằng phi công Mỹ, thì mấy cô mà gọi là hộ lý hay là dân công đó là lại coi mặt thằng Mỹ nó ra làm sao. Có một cô đến coi mặt thằng Mỹ về, nói với đàn chị em đông lắm đến coi, thì Nghiêm Kế bảo à cái này kiếm ăn được, bắt thằng Mỹ quay mặt vào bên trong để Nghiêm Kế quay ra ngoài
Thì mấy cô ấy nói, bảo anh ơi, anh tránh tránh ra cho tụi coi mặt. Bảo không được. Bảo sao? Có khoai anh đưa đây. Khoai, khoai mì, bất cứ hàng họ gì, đưa đây, thì đưa một cái. Nghiêm kế mới tránh ra, ta bảo tòa thằng này, mày quay mặt ra, tụi kia coi một cái cười ré thì mày chạy. Không? Hôm sau lại đám cá lại đến coi, đều phải có hàng họ tiếp tế hết. Hai đứa ăn uống với nhau. Đấy, cái đó cũng là những cái kỷ niệm đó là nó ở lại với thằng Mỹ, với thằng Nghiêm Kế suốt đời. Và cả một cái chuyến mà nó dài ra đến đến phải ra đến bên kia bến hải đó. Thì bắt đầu Vi chia tay. Thì trong thời gian đó Nghiêm Kế bắt thằng này thuộc tất cả những tên những anh em bị bắt, để mà nhỡ một cái thằng Mỹ này nó được thả trước thì nó về định vọng vậy thôi. Nó về nó kể là tôi biết những người này ở đó các thứ, và thằng đó nó được thả, à nó được về giam ở Hà Nội, Nghiêm Kế thì lên Bắc Uyên. Nhưng mà tới 73 phải không? 73 thả hết phải không? Đúng rồi, thả hết. Trao trả tù binh. Cái đoạn này vẫn là đoạn hay. Nghiêm Kế đó đi 75 đi sang được bên này, ở miền Đông ấy. Anh Nghiêm Kế ở Đông, 9 đứa con lôi thôi lếch thách. Tôi viết thơ, tôi bảo mày về đây kiếm việc ở San Jose này. Trên đường về, Nghiêm Kế đi ngang cái chỗ thằng cha mà Trung úy không quên ngày xưa. Nó bảo lại đây chơi, ông lại đây. Thằng đó bây giờ là đại tá tư lệnh của một cái không đoàn đóng ở trên núi trực thăng, trung đoàn rất đẹp. Ở dưới chân đồi đó, có xe đón. 9 đứa con với vợ chồng Nghiêm Kế lếch thếch, nghĩa là lúc đó là vừa mới qua mà lếch thếch đi lên trên đồi, thấy kèn trống rực rỡ đầm dĩ đón. Nó cho một đoàn quân nhạc của không đoàn đứng đón đó. Cái gia đình đấy, ông quý vị tưởng tượng một gia đình di cư vừa mới đến, 9 đứa con, đứa từ 5-6 tuổi cho đến 14-15 tuổi, vợ con ngạc nhiên. Thế là anh, hai vợ chồng, thằng cha tư lệnh không đoàn này ra đón, dẫn đi theo đoàn quân diễn hành hai bên đó, cờ kèn trống lên rực rỡ. Ôi trời ơi, chồng Nghiêm Kế, mấy đứa con Nghiêm Kế không thể nào tưởng tượng được. Thì thằng này nó nói là cái đây là cái người đã cứu nó trông. Không có là nó chết ở con đường rồi giải giao rồi. Về sau này anh có biết không? Thằng Nghiêm Kế chết. Hai vợ chồng nó qua đưa giữ cái lễ tang lễ, đưa xác Nghiêm Kế về đến ngoài Bắc. Chôn ở ngoài Bắc, giữ với họ hàng Nghiêm Kế ngoài Bắc. Ông cha đại tá đó, không quân đó, về hưu rồi đó. Giữ cái tình nghĩa của cái cuộc đời Nghiêm Kế đối với Mỹ, đặc biệt ở trong đó. Mà đặc biệt nó lại còn dưới này nữa. Thằng cha này nó là cựu chiến binh ở Việt Nam. Ông mời Nghiêm Kế là hội viên danh dự của hội cựu chiến binh Việt Nam và bị tù. Dự một cái đại hội ở bên Las Vegas. Nghiêm Kế ngồi ghế danh dự số 1 là bởi vì đã gọi là đã cứu cuộc đời đó ở ngoài Bắc. Cái đó cũng là một cái danh dự. Đấy là cái chuyện mà tôi muốn kể về cái chuyện ông Nghiêm Kế và ông Ban tôi đấy. Nhưng mà rồi thì cũng mọi chuyện cũng bắt đầu đi về xuống tiền đài ở Bắc. Thì đương nhiên cái chuyện đó ấy nhưng mà một cái anh tù binh mà anh có những cái kỷ niệm đặc biệt với Mỹ như vậy, hạn hiếm, không có. Nhưng mà mình nhìn thấy rõ rất rõ, ngay cả Pháp rồi đến Mỹ, khi người Âu Châu nó dù rằng là nó là cái gì đi chăng nữa, rõ ràng nó có cái tính nhân bản hơn về phương diện mà nó gọi là cái cách đối xử với mình. Nó dạy mình nhưng mà nó vẫn có cái sự nhân bản ở trong đó, nó vẫn quý trọng cái sinh mạng của con người. Rồi bên Mỹ cũng vậy, khi mà họ đánh nhau họ cũng vì đâu có ai bắt buộc là họ phải ở lại để cùng chết với mình đâu. Rồi những người chiến binh Mỹ họ chiến đấu họ cũng ở lại với mình, giống như là trận Sạc Ly. Cái người cố vấn Mỹ họ cũng phải nhảy vào ở trong cái chiến trường, họ cũng chịu đạn pháo giống y chang như mọi người lính Việt Nam, họ cũng có thể chết tan xác nhưng mà họ đã ở lại. Và khi ở lại rồi đó, lúc mà chạy thoát ra đó, chính họ cũng lại ở lại phút cuối cùng để họ nói rằng nếu mà tao mà đã đi lên máy bay rồi thì sao không còn ai đón mày. Đúng rồi, cái đó là đúng không? Thành ra cái người
cố vấn Mỹ họ lại phải ở là người cuối cùng được bốc lên trực thăng, thì máy bay trực thăng Mỹ nó bốc hết tất cả sĩ quan Việt Nam đi và lính Việt Nam đi. Thành ra những cái đó là những cái điều mà mình nên kể lại, là bởi vì Hoa Kỳ thật sự là một quốc gia đồng minh, thật sự là những người lính Mỹ, chính quyền Mỹ cấp cao họ tính toán gì thì mình không biết, nhưng mà rõ ràng là những người chiến binh Hoa Kỳ họ đã chiến đấu bằng tất cả cái gọi là tinh thần của họ và tính mạng của họ. Bác đồng ý không? Đồng ý. Thế này anh Nam với quý vị biết, nhưng mà thật ra chúng ta cũng có những cơ hội để trả lại cái nghĩa đó. Rất nhiều đơn vị Việt Nam hy sinh cấp tiểu đội, trung đội vào để lấy xác mình, lấy xác cả cố vấn Mỹ. Sự xác cố vấn Mỹ cũng quan trọng lắm. Thành ra nhiều trực thăng Việt Nam đó là đã xuống để đem xác những cái trực thăng với lại cố vấn của Mỹ về. Cái hy sinh đó nó cũng có qua có lại ở từng trường hợp. Thế nhưng mà cái đó vẫn là những cái điều đặc thù, là khi mà anh Mỹ mà anh ấy cứ bày tỏ cái gọi là cái tấm lòng của anh ấy một cách vui lý thú như là anh tư lệnh không đoàn này đi, thì cái đó là nó trở thành một chuyện quá hay. Có thể vẫn dẫn mấy người đi ăn cơm ở đâu đó, nhưng mà anh này anh tư lệnh này anh phải tập hợp cả không đoàn của anh lại, anh khắc nghĩa là tại sao tao hôm nay tao còn sống là nhờ cái đằng cha này kể hết thì ban nhạc nó mới chơi vui vẻ chứ còn không nó tự nhiên nó ban nhạc nó đón một gia đình như này. Thành anh cũng đã phải tác động, anh phải kể lệ, anh phải chia sẻ những cái khổ sở của anh ấy. Thành cái đó là nó do là cái tình người có và cũng phải có sáng kiến, phải có tấm lòng thì cái nó mới thành ra câu chuyện được. Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang nghe ông Vũ Văn Lộc kể chuyện lại chuyện của đời quân ngũ. Bây giờ chúng tôi lại một lần nữa xin được tạm ngưng và xin được trở lại trong giây lát.